liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine và các biện pháp trừng phạt phương tây liên tục áp đặt lên nga tổng thống vladimir putin vừa lên tiếng khẳng định nền kinh tế nga vẫn luôn đứng vững và ngày càng trở nên độc lập hơn Phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy hàng không ở Buryatia, vùng viễn đông nước Nga, Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi về sức mạnh kinh tế của nước này khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây và tác động không mong đợi từ chiến dịch quân sự ở Ukraine, với một hệ thống tài chính trở nên mạnh mẽ hơn và thúc đẩy chủ quyền kinh tế quốc gia. Các quốc gia áp đặt trừng phạt đã tính toán điều gì? Rằng Nga sẽ sụp đổ sau 2, 3 tuần hoặc trong một tháng. Họ cho rằng các doanh nghiệp các đối tác sẽ từ chối hợp tác với chúng ta, hệ thống tài chính sẽ sụp đổ và hàng nghìn, hàng vạn người sẽ mất việc làm, sẽ xuống đường biểu tình, rồi chúng ta sẽ sụp đổ từ bên trong. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hóa ra, nền tảng cơ bản của sự ổn định của Nga vững chắc hơn nhiều so với bất kỳ ai từng nghĩ. Phương Tây đã áp đặt 10 gói trừng phạt nhằm vào Nga kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nền kinh tế quốc gia này không chịu nhiều ảnh hưởng khi đã vượt qua rủi ro, nhiều ngành sản xuất duy trì và tăng sản lượng.